Xin chào mọi người, Quang đang trên xe đi Đồng Tháp. Ở Đồng Tháp thì có rất nhiều đặc sản mà chúng ta cần quan tâm, nào là thịt chuột nè, mà Quang không biết ăn, là các sản phẩm về sen nè, hạt sen, rồi lá sen, trà sen, các món ăn về sen và trái cây. Nhưng mà các món ăn mà chúng ta nói là chúng ta có thể mua làm quà tặng khi mà đến với Đồng Tháp và quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh, đó là nem chua lai vung. Nhưng mà nem chua làm như thế nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ Hà Chú Anh mời các bạn, chúng ta hãy cùng đến với Hà Chú Anh, đến với một lò nem đi, để chúng ta cùng khám phá nem chua được làm như thế nào và ăn thử nem. Giờ thì lên đường đi xuống, và sẽ ghé trạm dừng chân Út Thẳng để khám phá nem chua ở đó. Chúng ta đang có mặt tại Lai Vung Đồng Tháp, và ngày hôm nay theo chúng ta sẽ khám phá cái cách làm nem chua như thế nào. Khi mà chúng ta biết những đặc sản của Đồng Tháp, ngoài trái cây thì đặc sản nem Lai Vung là rất là nổi tiếng rồi. Và bây giờ thì vào bên trong để coi nem Lai Vung được làm như thế nào nhé. Xin mời. Wow. Bên trong đây là cái chỗ làm nem. Nem sau khi được ướp nhiên liệu gia vị sau đó thì sẽ được vô đây. À, cái này là nem bì đúng không mấy chị? À, nem bì này các bạn. Đó, chiếc nem bì mà chúng ta hay ăn và chúng ta ít người biết. Đó, rất ít người biết là nem bì là như thế nào, và hay chê là nem bì sẽ cứng hơn. Nhưng mà chúng ta lại rất là thích nem bì, tại vì có thể cái răng mình nó thích ăn đá, thích nhai đồ cứng. Nem bì thì nó khác với lại nem chua một chút xíu là nguyên liệu sẽ được làm chín, sẽ được xào chín hết. Đây là thịt heo với lại da heo đúng không vậy? Rồi được nêm nếm xào chín, sau đó mới gói lại thành phẩm. Nem bì thấy là công phu hơn đúng không mấy chị? Cắt da. Lạc da mới để vô máy quay. Dạ. Quay ra thì sợ. Thấy cái này mình phải cân từng chút một hả? Cái nem là nem bự. Nem bự. Còn nem nhỏ thì máy dưới. Dạ. Dạ. Cái này là căn phòng gửi. Dạ. Rất là công phu một chiếc nem bì. Đây là nem chua. Quá trời luôn. Đó, quá trời nem chua luôn. Đây. Vô đây một nhà vô đây mình gói thử nha. Đây đó. Đó, sau khi mà phân ra từng cục này là đó phần nem của mỗi người như thế này. Một chiếc nem này mình bán bao nhiêu một chiếc thôi? Một hộp 10 chiếc là 55.000, tức là 5.500 một chiếc. Bây giờ mình gói một chiếc nem là có một cái lá tầm ruột đó. Qua không có đeo bao tay nên mà gỡ chứ bị che cái kia rồi. Qua không đeo bao tay thì Qua sẽ dùng cái bịch này thôi đó, xong bỏ cái tầm ruột lên. Chiếc nem là như thế này, đẹp chưa? Giấu vô đi để cho người ta lấy không có biết là nem của mình làm. Đó, đây là cái đó. Cái này chắc là bỏ vô đây để thôi, đừng quết rồi. Đây, mọi người coi ha. Mình dùng máy hết em. Đó, đây là dùng máy. À, cái này là chiên khẩu phần ra về luôn. Đúng rồi, đây là cắt ra. Cắt ra. Cắt luôn. Cắt như vậy nó mới đều. À, đây rồi đó, mình cứ để cho nó ra từng bên. Rút ra luôn hả? Chịu ăn nhé, rất. Sau đó mình bỏ ớt với tỏi lên. Nè, ớt tỏi. À, cái này. À, luôn. Nên về là không phải ớt, nên xanh là đây bên đây là. Ai dám ăn hết cái lỗ ớt này không? Khủng khiếp này giờ nè. Đây trái ớt nha.
không, rất là cay. Được ai thích thức quà ớt heo mà ớt được đó, ăn cái cay gì khác, chữa tỏi không ăn được thôi. Tỏi không biết ăn, không biết ăn tỏi sống, nếu mà ngâm chua thì qua ăn được, và ớt thì ai thách thức thì sao ăn cũng được hết á. Đó, tỏi ớt sẽ đặt cho đây nè, ớt thiển nha mọi người, cay thiệt. Đó, đây thì mình đã, cái cách là neo lại như vậy. À, coi còn lá, gói lá nữa. Sau khi chúng ta gói được cái con thì chúng ta sẽ gói lá chuối nữa. Đây. Đây là công đoạn gói lá chuối. Đây, qua sẽ gói được một cái. Cái nem rất là nhanh. Bà làm nghề được không chị? Được. Đây. Đó, đây là nem sau khi chúng ta gói rồi đó. Một chùm nem như thế này. Và bây giờ thì tới cái giờ đại chúng ta đi thử nem. Ra đây, thử nem ngoài đây. Nem chua là thường ngày thì chúng ta ở nhà thì tết nhất thì chúng ta có thể đãi khách thay vị nè, không thôi chúng ta mua về hàng ngày chúng ta ăn, chúng ta có thể ăn kèm bánh mì, nhưng mà là quà ăn không. Đây mọi người đang ăn cái bánh mì đây, rất là ngon đó. Đây là nem, đây là chú Út Thẳng, đây là chủ của bữa nem Út Thẳng ở Lai Dung Đồng Tháp đó. Đây nè, nãy là nè nem bì đây. Là nem bì. Các bạn thích ăn dai cứng thì đây là nem bì. Rất ngon. Đây chiếc nem mà chú ăn gói mới nãy. Nãy mà anh. Nem em. Đó. Có quà Đồng Tháp nè mọi người, nên em trả. Con cảm ơn chú. Đặc sản Đồng Tháp. Hả? Em chưa nhớ ăn luôn trái ớt nha, rất là ngon. Chúng ta có thể ăn kèm với bánh mì. Bánh mì Đồng Tháp khác cũng khác mình chút, to hơn mình ha. Cái Đồng Tháp gì cũng to ta. Ok hai giờ. Thời nói cái gì cũng to, cười quá trời cười. Người Đồng Tháp to hơn bộ này nè. Mình coi nè. Đó. Anh biên tập viên Đồng Tháp cũng to qua luôn. Cái bụng to hơn. Được, nha. Em không có bụng đâu. Em không có bụng. Không có bụng hả? Cái này là cái gì? Không có đâu. Em chuyển ngay đây nha, anh đừng có chuyển cái khác. Cái bụng rất là nhỏ luôn. Rất 6 là, muối. 6 muối. Nhưng mà sao nó dồn meo dồn đây thầy thành có muối à. Dạ. Dạ cái má cũng hơi to hơn chút ha. Ngủ hơi nhiều. Ngủ nhiều, bắp tay to hơn nha. Khiên đồ nhiều, khiên này nè. Đâu gì? Bắp đùi to hơn. Là coi những chỗ khác tôi dám so. Dạ. Rồi, qua ăn tại chỗ lò nem thôi, còn bây giờ là đó mình trang trí lên kỹ ha. Nem cho ký lên dĩa, nem bì, nem này là nem thịt này chả lụa, cái lụa, cái này là bì. Dạ.
Rồi còn một cái nem mì. Cái mì này lấy ra mình hồi nữa, để hồi nữa. Rồi. Đây. Đó, quý vị thấy không? Các bạn thấy không? Đó, đây là một dĩa nem rồi, bây giờ là mình chuẩn bị mình nhập tiệc thôi đúng không? Bày bàn tất cả các món ăn ở đây. Và bây giờ thì ai đến Đồng Tháp nhớ mua nem gì ăn nha. Nem mì, nem thịt, là chả lụa nữa. Đó. Bye bye. À đi đúng không?